Hôm nay mình vẫn tiếp tục tặng hoa nha các bạn. Vì đợt này hoa rất là nhiều, mình không có tặng nửa tháng vừa rồi mình đi xa đó. Thì lần này nó lên hoa rất là nhiều cho nên mình sẽ tặng cho các bạn hoa đủ màu luôn. Đợt này thì bạn nào nhắn tin trước thì mình tặng trước ha. Còn bạn nào nhắn tin sau thì mình vẫn tặng nha. Các bạn không có sợ sót ha. Đó, màu hồng, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, vàng lai, hồng lai, đủ hết. Những cái nào mà nó không có cái búp nở thì mình sẽ không biết màu gì. Thì nếu mà các bạn nhận được những cái búp mà không có nở như thế này nè, thì cứ mỗi gốc các bạn số lượng nhiều thì các bạn cứ trồng hết ra sân. Còn nếu mà các bạn không có đủ đất để trồng mà trồng chậu thì cứ mỗi cây như vậy nè, các bạn nhắc ngắt một đoạn thôi rồi các bạn cắm vào, thì chắc chắn là trong cái số này sẽ có đủ các màu cho các bạn trồng ha. Mình có số lượng lớn thì mình lựa chọn, còn mình có số lượng ít thì cứ cắm hết xuống dưới đất là nó sẽ ra đủ các màu. Rồi, 5 màu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 màu. Các bạn cứ để lại số điện thoại nha. Nhiều bạn đã không để lại số điện thoại, chỉ để lại số nhà thôi, thì bên nhận hàng người ta không có chịu giao đâu nha các bạn. Phải có số điện thoại, hoặc là các bạn có số điện thoại mà các bạn ngại địa chỉ thì để địa chỉ, thì các bạn để lại cái số điện thoại đó, mình sẽ liên lạc qua Zalo để mình lấy địa chỉ các bạn. Trước bên giao hàng mà không có số điện thoại là họ không có nhận đâu. Vậy nha.